Tối qua, 10 tháng 1, Thủ tướng Campuchia Hun Sen đã chỉ đạo khẩn các cơ quan chức năng cần hành động ngay lập tức sau khi nước này phát hiện thêm 34 ca nhiễm biến thể Omicron, gồm 24 ca nhập cảnh và 10 ca lây nhiễm trong cộng đồng. Thủ tướng Campuchia yêu cầu cơ quan chức năng nước này cần tăng cường các biện pháp phòng dịch, tiếp tục thực hiện bà bảo vệ, 3 không. Theo đó, các cơ quan chức năng, chính quyền các tỉnh cần triển khai ngay chương trình tiêm mũi tăng cường trong thời gian sớm nhất có thể, bằng mọi loại vaccine. Thủ tướng Hun Sen cũng chỉ đạo Bộ Y tế Campuchia mua 5 triệu liều vaccine bổ sung cùng với 10 triệu liều đang bảo quản để đảm bảo người dân Campuchia có đủ vaccine phòng chống dịch COVID-19. Đến nay, Campuchia đã phát hiện tổng cộng 229 ca nhiễm biến thể Omicron, trong đó 14 ca lây nhiễm cộng đồng. Tổng số ca mắc COVID-19 tại nước này là hơn 120.000 ca.